Lúc này thì một trận đấu khác cũng khá được quan tâm ở vòng 11, đó chính là cuộc so tài giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Viettel. Và lúc này thì mặc dù phải đến làm khách, tuy nhiên là thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, và có khá nhiều yếu tố từ vị trí trên bảng xếp hạng rồi phong độ rồi lực lượng cũng đang cho thấy là câu lạc bộ Viettel đang rất tự tin trước khi bước vào trận đấu ngày mai trên sân vận động Thống Nhất. Bước vào vòng đấu này, 5 chiến thắng liên tiếp vươn lên bám sát Hoàng Anh Gia Lai trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ Viettel đang cho thấy một sự ổn định đáng nể. Hàng phòng ngự tiếp tục là điểm nhấn của đội đương kim vô địch khi chỉ nhận một bàn thua trong 5 trận gần đây. Chính vì vậy, trận đấu ngày mai trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, các cầu thủ Viettel tỏ ra khá thoải mái và không ngần ngại đặt ra mục tiêu giành điểm. Viettel ở trong mùa giải năm nay thì khi thi đấu ở sân khách của em thường có kết quả tốt hơn ở sân nhà. Em nghĩ là trong tất cả trận đấu thì bọn em sẽ quyết tâm những trận đấu vừa qua, em sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất để giành những kết quả tốt nhất. Về lực lượng, Viettel thiếu vắng chân sút Petro đang dưỡng thương. Trong khi đó, tiền vệ Hữu Thắng cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân. Đáng chú ý, các cầu thủ Viettel đón nhận thông tin Lê Nguyễn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vắng mặt với sự thận trọng cần thiết. Tôi nghĩ trận đấu này Lê Nguyễn không thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì đó là một tổn thất cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, vì Lê Nguyễn là một cầu thủ rất quan trọng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với Viettel thì Viettel dù gặp bất kỳ đối thủ nào thì luôn luôn có một sự tập trung cao nhất. Mùa giải năm ngoái, câu lạc bộ Viettel đã vượt qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1-0 ngay trên sân của đối phương và mở ra loạt trận ấn tượng để nâng quang ngôi vô địch. Mùa giải năm nay, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cũng quyết tâm tái hiện thành tích đó ở trận đấu diễn ra lúc 19:15 tối mai trên sân vận động Thống Nhất.